Vâng, chào mừng cô chú các bạn đang theo dõi trên kênh Loa Hay TV. Hôm nay thì mình tiếp tục về được rất nhiều kính mắt và mình sẽ quay cận cảnh chi tiết và báo giá về tận Việt Nam để cô chú các bạn tham khảo và lựa chọn. Rất là nhiều kính và từng mắt số thì mình cố gắng là mình đo cận cảnh chi tiết nhất có thể. Thì anh em nào quan tâm đến sản phẩm nào thì chụp ảnh lại màn hình nhé. Sau đó thì gửi qua số Zalo đang hiển thị trên màn hình cô chú các bạn. Đấy, thì trước khi quay kính thì mình quay lướt qua cho cô chú các bạn gồm rất là nhiều một từ tây số 1 này. Tất cả đây là đều được kính của Italia nhé, và được khử 100% tia UV. Và tất cả cái hàng này đều chưa sử dụng nhé, đều chưa sử dụng. Đang bày bán tại Nhật với giá khoảng loanh quanh 5,5-6 triệu, nhưng mà mình mua được ở trong tiệm đồ cũ nhé, nên giá của nó rất là phù hợp để anh em lựa chọn ở Việt Nam. Đấy, gồm có 12 cây kính trong clip này, thì lát nữa mình sẽ quay cận cảnh chi tiết từng cây và báo giá về tận Việt Nam. Cây thì 4,5 triệu, cây 3,9 triệu, cây thì 3 triệu, đa số là 3,5 triệu. Thế thì trước khi quay thì mình xin thông báo cô chú các bạn là anh chị em nào gặp khó khăn trong vấn đề kết nối Zalo thì đây là cái clip hướng dẫn nhé. Ở Việt Nam thì cái mã vùng của Việt Nam nó là 84, kế tiếp là số điện thoại, ví dụ như là 84090909 kiểu vậy. Thì anh chị em thay cái số 84 thành số 81, tại vì mình đang sống tại Nhật Bản mà. Thì anh em thay số 84 thành cái số cộng 81 này. Đấy. Sau đó thì kế tiếp số điện thoại của mình là 0909730339. Số điện thoại sẽ được hiển thị và kéo dài trong suốt cái video này. Đấy, thì anh chị em gặp khó khăn trong vấn đề kết nối Zalo thì cứ thay số 84 thành số 81, xong là kế tiếp số điện thoại là được. Đấy, thì ngay bây giờ không để mất thời gian của cô chú bạn thì mình sẽ quay cận cảnh chi tiết từng cây kính để cô chú bạn lựa chọn nhé. Thì anh chị em nào có thể lựa chọn cho mình hoặc là mua tặng người thân, hoặc có thể làm quà tặng cũng được, vì đây là toàn kính hiệu nhé. Kính của Italia đã quá nổi tiếng trên toàn thế giới rồi, đặc biệt là tên của nó tên Ray-Ban. Thì bây giờ mình quay cận cảnh chi tiết, anh chị em nào quan tâm đến sản phẩm nào thì cứ chụp nhé. Mình đánh số từ 1 đến 12 nên là rất dễ để mua sắm. Thì đầu tiên đây là cây số 1. Cái số 1 này thì mình cố gắng là mình sẽ đo cận cảnh chi tiết. Và hôm nay thì điện rất là sáng luôn, gồm đầy đủ nhá, hộp hãng, hộp chính hãng, giấy tờ đầy đủ, táp mát, tất cả là hàng chưa sử dụng. Đấy, thì cây này là cây của bạn nữ nhá, anh chị em nào mà có người đẹp hay vợ mình hay đi biển thì đây có thể sắm cho bạn nữ một cây, đi biển rất là phù hợp luôn. Tránh nắng 100% tia UV. Đây là cây màu tím Huế, một trong những màu rất độc của các bạn nữ, rất độc lạ và cực kỳ sáng nhé, sáng và đẹp. Bạn nào cao mà trắng đeo cái kính thì quá tuyệt vời luôn. Màu tím Huế thì bây giờ mình đo số đo nhé. Tất cả đều được sản xuất tại Italia, nhưng mà đây là cái dạng kính gọng tăm nhé. Gọng rất là nhỏ, chỉ bằng cây tăm thôi thì bắt nét nó hơi bị khó. Thì gọng bên phải của nó thì đầy đủ các thông số kỹ thuật, nhưng mà bây giờ bắt nét nó khó, tốt nhất là mình cứ đo trực quan này anh em dễ quan sát. Thì chiều ngang của cây kính này thì mình đo được nó là 13,8 cm, 13,8 cm, và mắt đo được là khoảng 5 cm. Đây anh em quan sát này, mình đo là nó rất là kỹ luôn để anh em mua sắm. Cây này về tận nhà là 3 triệu, xin lỗi quý vị, 4,5 triệu đồng nhé, 4,5 triệu. Chiều này đo được thì là 5 cm. Đây, tất cả các thông số kỹ thuật nó đều ghi là gọng này, nhưng mà nó gọng tăm, nó rất là nhỏ, mình khó bắt nét. Thông số kỹ thuật nó đo ở đấy, nhưng mà thôi mình cứ đo thước cho nó nhanh chóng gọn lẹ. Đấy, giá cái này là mắt tím Huế nhá, anh chị em có thể mua tặng vợ, bạn gái hoặc người thân yêu. 4,5 triệu đồng, bao ship tận sân và bao vỡ toàn cầu. Cách mua hàng thì anh em chuyển khoản 1 triệu sau đó nhận hàng thanh toán nốt. Hàng sẽ được gửi bao ship miễn phí từ Móng Cái đến Cà Mau. Kế tiếp đây là cây số 2. Nguyên hộp, nguyên size, đầy đủ. Cây số 2 này là cây mắt xanh đại dương nhé. Hai cây kính này rất phù hợp cho một cặp đôi. Anh chị em nào mua cho mình hoặc cho người vợ của mình hoặc bạn gái của mình thì đây là một cặp đôi để cô chú bạn có thể đi biển. Của kia là xanh tím Huế, còn cái này là xanh đại dương, dành cho nam. Nam nữ cũng đều đeo được, nói chung là cứ đeo vừa là được thôi. Đấy, thì đây mình đo cái kính này cho cô chú bạn xem. Giá cây này về tận Việt Nam là 3,9 triệu. Được sản xuất tại Italia.
Tất cả cái lô kính này đều sản xuất Italia nhé. Mình cố gắng là đo gọng à, quay cho cô chú bạn để điện thoại được bắt nét rõ ràng. Tháp mác giấy tờ đầy đủ, mình sẽ đo gọng để cô chú bạn tiện mua sắm và đo cho nó vừa nhé. Đây cũng là 13.9, 13.8. Từ gọng A sang gọng B là 13.8 và mắt này mình đoán nó lại khoảng 5 cm ấy. Với cái size này thì rất phù hợp với anh em sống tại khu vực châu Á, tại vì kính này là kính sản xuất tại Ý và phục vụ cho thị trường Nhật, xuất sang thị trường Nhật Bản. Nên là người châu Á đeo rất là phù hợp. Giá về là 3.9 triệu nhá, cây số 2. Anh chị em quan tâm thì chụp ảnh lại màn hình, sau đó thì gửi qua số Zalo. Trong 12 cây kính này thì không cây nào giống cây nào nhé. Có khi nó giống nhau nhưng nó lại khác nhau về cái kích thước. Đấy, thì là mình cố gắng đo cận cảnh chi tiết và quay kỹ từng cây để cô chú bạn mua sắm cho nó tiện, dễ. Thì các số đều được đánh số cụ thể, chi tiết, rõ ràng. Anh chị em mua thì cứ chụp ảnh thôi. Chụp ảnh số và gửi qua số Zalo. Kế tiếp đến là cây số 3. Cây số 3 với hàng cũng chưa sử dụng anh chị em nhé, hàng đều chưa sử dụng. Những cái hàng này thì kiểu như là người ta được tặng hoặc là người ta mua mà không dùng đến, người ta bán rẻ trong tiệm đồ cũ. Cái mắt này là mắt xanh nhé, mắt xanh đen, mắt màu xanh đen. Size này là size lớn, size lớn nhất trong các lô kính này. Thì anh chị em nào mặt lớn, mặt to, mặt vuông, chữ điền thì đây có thể là một lựa chọn nhanh chóng. Đấy, mình kéo thước của này thì là 14.5, size 14.5 là đa số là cái size lớn nhất này. 14.5 là size lớn nhất châu Á anh chị em nhé, lớn nhất châu Á này. 14.5 cm và mắt này của nó thì không lầm thì nó là 5.5 cm. Giá cây này về 3.500.000 đồng, bao ship tận sân. Không nhầm thì 14.5 nó hay đi với 55. Đấy đúng rồi. Thì anh em quan tâm đến sản phẩm nào thì anh em chụp ảnh nhé. Chụp ảnh. Đấy, cây này cũng đều được sản xuất tại Italia. Gọng tăm nhé. Nó rất là nhỏ. Nên bắt nét nó rất là khó. Thì mình nói đây cho anh em cố gắng là lấy nét cho cô chú bạn. Nó rất là nhỏ. Nhỏ tí xíu luôn. Made in Italia. Và gọng bên đây cũng là đầy đủ thông số kỹ thuật. Nhưng mà mình cứ kéo thước cho nó nhanh. Anh chị em nhìn cũng dễ. 3.500.000 đồng là bao ship tận sân. Anh chị em quan tâm thì chụp ảnh. Đây là mã số 3. Mã số 3 anh chị em nhé. Màu xanh đen, size lớn. Mỗi một cái kính khi mà đo xong thì mình cố gắng là cho vào. Sau đó thì mình để ra một riêng ra một chỗ. Và liên tục các số để cô chúng bạn có thể lựa chọn. Anh em cố gắng xem clip từ đầu đến cuối cây nào phù hợp với mình thì anh em lấy thôi. Lấy xong chụp ảnh. Kế tiếp đến là cây số 4. Cây số 4 này thì đen nha anh chị em nhé. Gọng thì đen, còn mắt cũng là màu xanh đen. Cơ bản là chẳng cây nào giống cây nào. Nếu mà đã giống thì mình đã không quay lên đây để riêng đâu. Đấy, anh em thấy không? Mặt xanh đen, đều được sản xuất tại Italia. Gọng cũng tăm đen luôn anh chị em nhé. Gọng tăm đen. Những cái gọng tăm đen này của diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Mỹ, Ý người ta hay sử dụng, kiểu như là dân phim hành động ấy, sản xuất tại Italia và giá về cũng 3.500.000 đồng. Mắt cơ trưởng. Mắt này đa số là mắt phi công nhé. Nhìn rất là dễ đeo. Cây này thì cũng 4.5, 14.5 cm. Và mắt này thì cũng là 5.5. Đấy, thì hai cái cây này chắc là lớn nhất ở cái clip này. Anh chị em nào mặt lớn vuông chữ điền thì có thể chọn lựa hai cái cây này nhé. 3.500.000 đồng. Cây số 4 bao ship tận sân và bao vỡ toàn cầu. Hàng ngày hàng tuần thì mình lang thang tại các trung tâm thương mại đồ cũ. Thì mỗi ngày may thì gặp 1-2 cây. Rất là nhiều anh em hỏi mà nhiều khi nó không có, chưa có hàng. Thì hôm nay mình cố gắng là quay lên đây. Cô chú bạn nào hữu duyên xem được sớm cây nào thì nhanh chóng chụp ảnh để chốt. Cách mua hàng thì đơn giản thôi, anh chị em chuyển khoản 1 triệu, sau đó thì nhận hàng thanh toán nốt cho nhân viên giao hàng. Kiểm tra hàng đầy đủ, sau đó thì thanh toán. Đấy, đây là cây mã số 5 nhé, mặt mang hơi hướng của màu hình vuông. Đều được sản xuất tại Ý,
khử 100% tiêu UV. Những cái cây này là rất nhiều anh chị em dặn nhé, thì thôi cứ quen đấy, anh chị em nào xem sớm thì lấy, nên là sự công bằng. Bởi vì nhiều khi anh em dặn xong rồi nhắn tin lại cho các anh em, anh chẳng thấy anh em trả lời gì, tận vài ngày sau mới trả lời. Nhiều khi ai cũng bận rộn đấy. Này là cây số, đây là số đo đo được là 13,9 cm, 13.8 cm, 13.8 cm, và chiều cao của mắt chắc là 4.5 cm, dạng xanh rêu anh chị em nhé, xanh đen, đeo rất là mát mắt luôn, rất là mùa hè chói chang anh chị em đi biển hoặc là lái xe ngược nắng, đây là những cây kính lựa chọn vô cùng tuyệt vời luôn. Cái dòng này đa số anh em phi công hay đeo là nhiều nhé, tại vì là những phi công thì hay đón ánh nắng hoàng hôn và bình minh, và những ngày chói chang đón ánh bình minh nhìn xuyên chói mắt, này là họ hay đeo những cái dòng kính như này, nó khử 100 tia UV chống hại mắt và đeo rất là mát mắt. Giá về cũng 3,5 triệu nhé, 3.500.000 đồng. Đây là cây số 6, giá về cũng 3.500.000 đồng nhé. Bây giờ đến cuối thì đa số là 3,5 triệu thôi. Đấy, cây này thì mặt của nó cũng màu rêu vàng một chút, màu rêu vàng, hơi vàng, hơi ngả vàng, rêu đậm vàng vàng. Tất cả đều chưa qua sử dụng trên các hàng dây băng Italia. Mắt cũng cơ trưởng luôn, mắt phi công, nam nữ đều đeo được. Thì bây giờ cố gắng là mình sẽ đo kích thước, để cô chú bạn lựa chọn cho nó dễ. Tất cả đều được đánh số nhé. Anh chị em quan tâm thì cứ chụp ảnh lại màn hình, sau đó gửi qua số Zalo. Đây cũng là sản xuất tại Ý. Và chiều đo, chiều này đo được. Rất là nhiều anh em cũng nói là tất cả nó ghi ở trên gọng kính rồi nhưng nó bé lắm. Bé thì bây giờ đo này cho nhanh. 13.8 chiều ngang và mắt này chắc cũng là 5 cm. Chuẩn luôn, 5 cm nhé. Giá về 3.500.000 đồng, bao ship tận sân. Đây là hàng của Italia và được phân phối tại thị trường Nhật Bản anh chị em nhé. Tại thị trường Nhật Bản, người Nhật người ta bán hàng thì anh em biết là ở Việt Nam mua đa số dính về hàng giá, hàng kém chất lượng. Họ cây kính Mỹ mà đâu có 200, 300 triệu, làm gì có cây kính đấy em. Những cái cây như này ở Nhật mua đã ít nhất là hơn 5 triệu nhé. Nếu anh em mua ở tiệm đồ mới hơn 5 triệu một cây, gần 6 triệu tại Nhật Bản. Cây là cây mắt vuông. Mắt vuông thì cái màu của nó rất là độc và lạ anh chị em nhé. Màu mắt của nó thì ở trên thì hơi vàng vàng, còn nó trắng dần xuống dưới ạ. Đấy, ở trên, phía trên là nó hơi vàng, hơi hơi màu rêu vàng, và nửa dưới thì trắng trong, nửa dưới thì trắng 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 lại hơi xanh xanh kiểu vậy, rất là lạ luôn. Đấy, trên là hơi vàng vàng, dưới là hơi xanh xanh trắng trắng. Mình quay như này là quá nét và quá rõ, mình cảm thấy rõ lắm. Anh chị em xem trên TV thì không biết thế nào nhưng mình thấy rõ lắm, nét lắm. Này, sản xuất tại Italia và giá cây này về cũng 3.500.000 đồng. Cái cây này thì có vẻ phù hợp với các bác cứng cứng tuổi một chút, khoảng 60 tuổi, 55, 50 tuổi trở lên. Hoặc thanh niên cũng được, nhưng mà đa số mình cứ cảm giác cái cây này nó hơi cứng cứng tuổi. Chiều ngang đo được là 14 cm, 14 cm, và chiều này của nó là 4 cm, 4 cm. Cái gọng này thì nam trẻ đều đeo được, nhưng mà cái màu mắt của nó đấy, mình cảm giác nó màu mắt nó hơi cứng tuổi chút. Anh em có công nhận cho mình không? Đấy, thì bác nào cứng tuổi chút thì lấy con này rất là phù hợp luôn. Khử 100% tiêu UV, giá về 3,5 triệu. Tiếp theo là cây số 8. Cây số 8 này giá về cũng 3.500.000 đồng. Một mắt kính cũng của phi công cơ trưởng màu xanh đen. Màu xanh đen rất là mát mắt luôn, đeo trời nắng, đeo đi biển. Cô chú anh chị tha hồ mà ngắm nhá, tha hồ mà ngắm biển luôn.
đều được sản xuất tại Italy. Gọng tăm rất là dễ đeo, thanh mảnh và nhẹ, đeo trông rất là ngầu luôn. Gần 14 cm, 13.8 cm, 13.8 cm. Những cái size như này là mình đeo cũng vừa nhá. Ở cuối cái video này mình sẽ up lên đây cho cô chú bạn một cái ảnh là mình cũng đeo cái size là 13.8 và cái chiều cao của kính cũng là 5 cm, để cho cô chú bạn có thể so sánh. Thì lát nữa cuối cái video này mình sẽ tải lên một cái đoạn ảnh của mình nhé, mình chụp thì để cho cô chú bạn lựa chọn cho nó dễ nhanh chóng. Đa số cái size này là cái size rất là phù hợp để cô chú bạn lựa chọn. Giá cây này về 3.500.000 đồng nhá, bao ship tận sân. Hôm nay thì rất là nhiều kính và mình quay như vậy là mình cảm thấy rất là chi tiết và rất là dễ để mua sắm. Anh em quan tâm đến cái số nào thì cứ chụp ảnh lại màn hình, sau đó gửi qua số Zalo. Thì anh em nào xem sớm thì có sớm, nhiều khi anh em xem sau thì lại bán mất rồi. Đây là cây số 9, cây này thì có cái hộp rất là độc và lạ. Hộp tác mác nó nằm hết ở trong cái hộp cứng này, còn kính thì nó được e ấp vào trong một cái khuôn này. Nó rất là vừa vặn với cái khuôn, người ta làm bao da anh chị em nhé. Đây là da. Mã số 9, khử 100% tiêu V. Hàng chưa sử dụng, này sản xuất tại Italia. Giá về cũng 3.500.000 đồng, bao ship tận sân. Sản xuất tại Ý và số đo được thì mình đoán nó cũng khoảng 13.8. Đúng luôn, 13.8 và mắt này chắc là 5 cm. Chuẩn luôn, 5 cm. Những cái size này phù hợp với tất cả những người đang sinh sống tại châu Á, Thái Bình Dương. Anh chị em quan tâm đến sản phẩm như này thì chụp ảnh nhé, chụp ảnh lại màn hình. Anh em chụp ảnh lại xong là gửi qua Zalo thì nó dễ cho mình, dễ cho cô chú bạn khi mua sắm. Anh em chụp lại ảnh gửi cho mình thì mình biết là cây này còn không hay là đã bị bán. Đấy, nó nằm ở trong một cái hộp như này. Đấy, mã này mã số 9 đấy chị em nhé. Giá về 3.500.000, bao ship tận sân. Nhà thì rất lắm đồng hồ, trong lúc làm việc thì các loại đồng hồ có thể đổ chuông bất kể giờ nào. Đó, đây là cây số 10, cũng giống cây số 9 vừa nãy nhưng mà cái số đo của nó khác nhé. Số đo và một số kiểu dáng của nó khác. Cây này nó có cũng mặt xanh thôi, mặt xanh rêu, xanh đen. Nó có thêm một cái cầu này, cái cầu nối từ mắt A sang mắt B. Thêm một cái cầu này, tăng độ ngầu và tăng độ vững chãi. Nó giống kiểu kính của Mỹ, người ta hay làm kiểu vậy. Đều được sản xuất tại Italia, giá về cũng 3.500.000 đồng. 3.500.000 đồng, bao ship tận sân. Số đo của cây này thì có 13 cm nhé, mắt hơi nhỏ. À, cái hộp sọ ấy, anh chị em nó có hộp sọ hơi nhỏ thì đây là phù hợp. 13 cm và mắt này đo được chắc khoảng 5 cm. Thì anh em nào cao cao, kiểu như cao cao mà mặt hơi xương xương thì đây là cái phù hợp với hộp sọ của chúng như bạn. 13 cm. Tuy nhiên thì đeo kính nó có độ rung xa nhé, nó độ rung xa cho phép của nó lên đến 5 mm bình thường. Bởi vì anh em đeo rộng một chút hoặc là chật một chút nó chẳng sao, hơi cảm giác đeo vào cái thì hơi rộng rộng, nó cảm giác lỏng. Cái tiếp thì đây là cây số 11, giá về cũng 3.500.000 đồng. Cây này thì được thiết kế theo hơi hướng hoài cổ của những năm 70 nhé, mặt hơi tròn, gần tròn, mặt gần tròn. Anh em xem phim những thập niên 70 thì hay có dạng kính như này. Kính này cũng được kính mới nhá, nhưng mà hơi mang hơi hướng của hoài cổ, thiết kế kiểu dạng như hoài cổ. Chiều ngang đo được là lên đến 13 cm, 13 cm. Cái kính tròn tròn hoài cổ này kiểu như mặt lớn cũng đeo được mà mặt nhỏ cũng đeo được nhá, vì cái mắt nó tròn. Chiều này đo được là 4.8 cm và chiều này đo được là 5 cm. Giá cây này về cũng 3.500.000 đồng nhé. Anh chị em quan tâm thì chụp ảnh lại màn hình cho nó gửi qua số Zalo.
Cách mua hàng thì anh chị em chuyển khoản trước 1 triệu nhé. Sau đó thì nhận hàng thanh toán nốt tiền cho nhân viên giao hàng. Tại vì mình có số tài khoản tại Việt Nam mà anh em chuyển phát bên đây mình nhận được ngay. Tuy nhiên sau khi chuyển khoản xong thì anh em chụp lại cái sao kê gửi luôn qua Zalo này cho mình nhé. Để tránh tình trạng nhầm lẫn. Nhiều khi anh em chuyển tiền xong thì mình thấy có tiền về nhưng mà không biết là của ai, kiểu vậy. Thì lại phải đi tra hỏi, nó mất thời gian của cả hai anh em mình. Đấy, thì cô chú bạn cứ chuyển khoản xong là chụp lại sao kê gửi luôn qua Zalo. Đây là cây kính số 12, cũng là cây kính số cuối cùng nhá. Đấy, mặt cũng màu xanh, xanh rêu, xanh đen rêu. Gọng đen full. Mắt cũng dạng cơ trưởng. Chiếc này kéo thước đo được nó là 13.8cm. 13.8cm thì cái size này mình đeo cũng rất là phù hợp. Thì lát nữa mình sẽ gửi lên đây cho cô chú bạn cái ảnh nhé. Ảnh của mình đeo là 13.8 và chiều ngang là chiều cao kính là 5cm. Để cô chú bạn có thể so sánh. Mặt mình cũng thuộc dạng không phải là nhỏ nhé. Cũng thuộc dạng lớn, dạng trung bình nhé. Đấy, vừa rồi thì 12 cây kính mình đã báo giá cho cô chú về tận sân. Đa số là 3.500.000 đồng. Cá biệt có một cây 3.9 và một cây 4.5 ở đầu video này. Đấy, thì cô chú bạn quan tâm đến sản phẩm nào thì chụp ảnh lại màn hình, sau đó gửi qua số Zalo. Cái clip ngày hôm nay thì mình cố gắng là đã quay chi tiết để phục vụ đông đảo cô chú chúng bạn. Hôm nay thì mình xin tạm dừng cái clip này tại đây. Kính chúc cô chú bạn xem video vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu. Anh chị em nào lần đầu tiên xem được cái video này thì hãy nhớ bấm đăng ký để không bị bỏ lỡ các video kế tiếp. Một lần nữa thì Loai TV chân thành cảm ơn cô chú bạn đã đăng ký, theo dõi và ủng hộ trong suốt những năm vừa qua. Hẹn lại cô chú bạn ở những clip tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt. Và ngay bây giờ mình sẽ tải lên đây cái đoạn ảnh nhé. Ảnh mình đeo được cô chú bạn có thể lựa chọn cho nó tham khảo và lựa chọn thêm cho nó dễ dàng trong việc mua sắm. Thì mình cũng xin tạm dừng cái video này tại đây. Hẹn lại anh chị em ở những clip tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.